đã vô tình khéo gợi lại một nỗi buồn của tiểu
mà không nói nên lời, đó là thương.
Thêm nữa, giá lại đôi dây xin anh, người còn là một ái nhân. Không, không phải ta là kẻ thi ân, mà đó là bổn phận của một con người. Đối với con người bất thành, tuy mới hai lần gặp gỡ mà ta cảm thấy thương mến xin lên như đứa con ruột thịt. Nếu ta phải sinh đời mình cho nó được niềm vui trong cuộc sống, thì ta đây vẫn vui lòng. Đó là thứ tình cảm riêng tư không ai biết được nguyên do, cũng như có ai hiểu được vì sao loài mai rụng lá trơ cành mỗi một lần kết nụ đơm hoa.